nó số 10. Nó số 10 chúng ta có nét nghiêng. Đây chúng ta hạ từ dưới này các bạn. Nhậu này, kéo xuống dưới. Xong rồi chúng ta rút bút về đây rồi chúng ta đá lại. Lại nha. Hạ từ từ xuống để có cái mũi nhậu này, kéo xuống đây. Rút bút lại rồi chúng ta đá lên. Lại nha. Hạ từ trên xuống dưới. Rút bút lên rồi chúng ta đá lên. Không đơn giản này, dùng cái nét ngang thôi mà chúng ta đổi hướng thôi. Chúng ta đếm nét 11. Một nét phẩy ha. Để 45 độ này. Nhấn từ từ và chúng ta rút hơi cong nhẹ nha. Hơi cong nhẹ về nhậu. Nhấn 45 này, hơi cong nhẹ về đây. Hơi cong nhẹ về dưới. Rồi, nét số 12. Chúng ta có nét này. Nhấn 45, kéo xuống. Kéo qua đây rồi chúng ta đá lên. Đó, sẽ có một cái vát nhỏ đây, vát nhỏ đây. Đi nhẹ này. Nhấn 45, kéo xuống đây. Sau đó chúng ta kéo bút qua đây ha, rồi chúng ta xỉa bút chúng ta đá lên. Kéo qua đây, nhấn 45, kéo đều tay xuống. Đều tay xuống cho nó hất nhẹ qua bên trái để có góc 45 này, rồi chúng ta đá lên. Đó. Chúng ta sẽ có hai cái vát này nha các bạn. Chú ý nha. Sợ có thế như vậy. Tương tự nét 13 là chúng ta sẽ đi ngược lại. 13. Và chúng ta sẽ đi ngược như này. Từ bên này qua. Nhấn 45. Rồi chúng ta kéo xuống. Sau đó kéo qua phải. Rút bút về chúng ta đá lên. Đó. Thì cái đá các bạn phải đá nhất khoát cho nó nhậu nha. Như thế nào là chưa nhậu lắm nè. Chúng ta đi lại ha. Đi qua. Nhấn 45. Kéo đều tay xuống. Sau đó kéo phải ở đây. Rút ca bút vào chúng ta. Đá lên. Đó. Đá lên. Hắt lên. Lại ha. Đi từ bên này qua. Nhấn 45. Kéo xuống. Kéo qua đây. Rút bút này là chúng ta. Đá lên. Chà. Rồi, nét số 14. Chúng ta đi cong từ bên trái qua phải. Nhấn 45. Kéo xuống đây và ra chúng ta rút bút từ từ. Cong về đây. Nó cũng như giống nét số 2 á, nhưng mà chúng ta có thêm đường cong. Nhấn. Kéo về đây. Rút. Thậm chí chúng ta đi nét này dài hơn một tí cũng được. Từ dưới lên song song này. Nhấn. Kéo về đây. Chúng ta rút từ từ về. Vậy. Là cái dáng nó sẽ hơi thẳng xuống đây, hai cái này song song nhau này và rút nhẹ cong qua đây. Rồi, chúng ta có nét 15. Nhấn đây, vác 45. Hơi cong nhẹ là chúng ta đá lên. Đó. Lại là hơi cong nhẹ này, nhấn 45, cong nhẹ qua đây. Đó lên. Chưa? Cái này nó sẽ hơi ngang nha. Hồi nãy chúng ta có đi cong ha. Nó số 7 là chúng ta có nó cong, nhưng mà cái này nó sẽ hơi ngang. Nhấn 45, kéo cong về đây. Đó lên. Chưa? Nó cũng na ná nhau các bạn, nhưng mà mình sẽ kéo dài một tí hoặc là đổi tỷ lệ một tí để ra nét chúng ta ứng dụng được sau này luôn. 16. Tương tự như nét đó nhưng chúng ta phải về. Nhấn. Phải nhậu về. Đó. Đi nhẹ tay qua nhấn 45. Kéo phải nhẹ nhẹ đi. Nhắc tay đều về ha. Nhấn 45. Phới cái tay về. Đó. Chưa? Là nó sẽ có được cái nét. Hai cái này sẽ giống về cái dáng là nó ngang xong nó xéo xuống. Các bạn luôn luôn nhớ cái này nha các bạn, những cái vát nhỏ nhắn này. À, nó sẽ có vát nghiêng, tròn nhưng mà nghiêng ha, chứ nó không có tròn trịa, tròn đều.
nát số 17. Chúng ta giờ có một nát giống chữ V á. Đây. Để bút nằm ngang này. Kéo xuống đây. Sau đó rút bút nhẹ qua bên trái rồi chúng ta qua phải rồi chúng ta kéo nhẹ tay lên. À, để bút nằm ngang này kéo xuống. Rồi rút nhẹ qua đây và chúng ta phớt lên. Kéo nhẹ qua phải và rút lên. À. Rồi, chúng ta có nét số 18. 18 là dáng nét của chữ O. Thì thư pháp thường của chúng ta sẽ có cái nét O như này các bạn. Nhưng mà trong nét vuông của mình sẽ ít dùng. Mình sẽ biến tấu qua cái nét như này. À, để ngang này kéo xuống hơi cong nhẹ, rồi rút bút lên. Và chúng ta cong ngược qua lại một xíu thôi. Sau đó chúng ta bẻ bút ôm qua. À, hơi phức tạp một tí. Nó sẽ cong chỗ này nè. À, cong. Bình ra, xong cong lại thành hết. Đó, nhấn động cái phần này thôi. Nét này chúng ta còn thể biến tấu ra như này được. Cong một chiều này. Được chưa? Uống thêm một lần được cũng được, hoặc là chúng ta cong ra như này cũng được nha. Thuận tiện các bạn để tập cả hai cả ba luôn ha. Rồi số 19. Chúng ta có dáng nét của chữ C. Đây. Để nhậu này và chúng ta đá ra. À, nhậu hay đà, nhấn mạnh xong rút cái bút từ từ lên. À, đơn giản như vậy thôi.